Tiếp tục gửi đến cho các bác clip tiếp theo. Clip này em giới thiệu đến các bác bộ Mixua nhé. Bộ Mixua UGX9 giá 2,9 triệu. Mix này thì các bác về này, con xua này có cả rắc cắm đằng sau. Nếu bác nào mà lắp pin sạc ấy, thì bác lắp pin sạc vào trong này, các bác có thể sạc trực tiếp cắm vào đây luôn nhé. Đây này, tay Mixua này. Đấy, bộ này hoạt động bình thường này. Đấy, GX9 2,9 triệu bộ này. Này, đây là bộ Mixua GX9. Ok chưa? Sẽ có đầy đủ phụ kiện cho bác về sẵn dùng. Đấy là bộ GX9 này. Còn xuống đây đó là con súp gì đây? Con súp bát 30 úp gầm này. À, con súp JBL model 1200MK2 8 ohm. Con này để cho bác mức giá 3,9 triệu. Tại sao lại con đẹp như ba, tại sao đẹp này? Mặt con này mặt gương nhé, mặt gương này, mặt gương trên này mức giá 3,9 triệu. Những cái mép này về thì các bác nào cần thì bác dán vào nhé, này dán vào nhé, báo luôn cho bác thế cho nó dễ thì các bác dán vào đấy, nó gọi hơi hơi bong bong cái này đấy. Dán vào thì để cho bác 3,9 triệu, chứ không lại lấy mấy triệu thêm 4 triệu 4 triệu mấy đấy bằng tiếng. Con này 300W nhé. Đấy, 3,9 triệu. Con này chú ý bác nha, công tắc nguồn này, Poen này có cả auto này. Bác gạt hết sang đây cho em là chế độ auto. Bác để chính giữa này. Đây là chế độ auto này. Auto là có nghĩa là khi nào bác quên tắt nguồn thì nó sẽ tự động tắt đấy. Đây là auto. Không nào. Điện 220V. Hai lỗ thông hơi phía sau. Đây, bát úp gầm, bát 30. 3,9 triệu. Mặt trước đây. Mặt trước JBL. Còn ở trên nóc của nó là mặt gương. Trên nóc mặt gương mất nhé. Mặt gương. Rồi. Chào các bác.